Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị giao ban quý 2 của khối dân vận tỉnh. Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lãnh đạo Ban Đảng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi và lãnh đạo các cơ quan có liên quan. Báo cáo của các ban ngành đoàn thể cho biết, 6 tháng qua, tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, an ninh chính trị trên địa bàn Đồng Nai cơ bản ổn định. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác dân vận. Lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên nắm bắt, kịp thời định hướng và quan tâm giải quyết tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đang diễn ra hiện nay, đó là 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Nhiều dự án bất động sản đóng băng, nhiều dự án chưa triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra do vướng khâu giải phóng mặt bằng, v.v. Do đó đòi hỏi các ngành chức năng, hệ thống chính trị phải nắm chắc tình hình nhân dân. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, trước tình hình hiện nay, từng đơn vị, địa phương, mỗi đoàn thể chính trị xã hội phải nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu xử lý kịp thời những bất ổn có thể xảy ra. Đơn vị nào chưa nắm được tình hình nhân dân là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công các dự án, không để tình trạng khởi công xong không thi công được do chưa giải phóng được mặt bằng như trường hợp cầu Thống Nhất ở thành phố Biên Hòa. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ngành công an, thanh tra, khối cơ quan nhà nước cần bố trí cán bộ tiếp dân nắm vững về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Hòa nhã, không bố trí cán bộ không giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và không có thái độ đúng mực để tiếp dân.